Chào mừng các bạn đến với kênh The Village of Lee. Mở đầu cho chuỗi móc áo đồ đi biển thì video ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn một kiểu áo trái tim phối viền bèo rất là dễ thương luôn nè, mình có thể mang đi biển hoặc là mang đi chơi đều được nha. Và trong clip ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn luôn cách tăng giảm size theo số đo của từng người nhé. Về phần nguyên liệu, vì mình đang sẵn có len canxi đang 3 nên mình dùng luôn ha. Nếu bạn nào cũng dùng dòng len này thì khi móc mình sẽ chặt đôi sợi và mình sẽ dùng kim 4.5mm. Còn nếu như bạn dùng loại len khác dày dặn hơn thì các bạn có thể móc một sợi hoặc chặt đôi sợi. Khi chặt đôi thì mình dùng kim 5mm nha. Đầu tiên mình sẽ nói sơ về cách móc chiếc áo này. Phần 1 là mình sẽ móc hai cúc ngực. Và hai cúc ngực này mình sẽ móc tương tự nhau. Sau đó mình sẽ bắt đầu nối lại để mình tạo phần thân áo ở phía dưới. Và đến phần 3 là mình sẽ móc viền bèo cho áo. Và phần cuối mình sẽ tạo dây cột. Và bây giờ mình sẽ móc phần cúc ngực trước nha. Đầu tiên mình sẽ tạo một nút thắt. Mình đẩy sợi len từ phía trên xuống, ngón cái và ngón giữa mình giữ len. Mình luồn kim qua, vòng kim, lấy len, kéo qua, thả hai ngón tay ra, rút len, mình đã được một nút thắt. Sau đó các bạn lên cho mình 3 bính. Mình vòng kim, lấy len, kéo qua, mình được một bính. Tiếp tục vòng kim, lấy len, kéo qua, bính thứ hai, tiếp tục bính thứ ba. Rồi sau đó mình sẽ bỏ qua hai chân, 1, 2, và mình sẽ móc vào chân thứ ba 5 mũi kép đơn. Mình sẽ vòng một len trên kim, đưa vào chân, lấy len qua. Trên kim mình đang có 3 sợi thì mình sẽ lấy len kéo qua hai vòng len đầu tiên trước. Sau đó mình kéo qua hai vòng len lần thứ hai. Mình đã được một mũi kép đơn. Tiếp tục tại chân đó mình móc thêm 4 mũi kép đơn nữa nha. Mình vòng một len trên kim rồi nè, đưa vào chân, lấy len qua. Tiếp tục lấy len kéo qua hai vòng len đầu tiên. Sau đó kéo qua hai vòng len lần thứ hai, mình được kép đơn thứ hai. Tiếp tục vòng một len trên kim, đưa vào chân đó luôn, lấy len qua, cũng kéo qua hai vòng len đầu tiên. Mình kéo qua hai vòng len lần thứ hai, được kép đơn thứ ba. Rồi các bạn thực hiện như vậy cho đủ 5 kép đơn nha. Kép đơn thứ tư, tiếp tục tại chân đó. Và kép đơn thứ 5, tính luôn 5 kép đơn và dây bính, mình có tổng cộng là 6 chân nha. Rồi đến hàng thứ 2 mình lên 2 bính, 1, 2, sau đó xoay lên lại, tại chân vừa lên bính, mình móc vào một mũi kép đơn. Đến 5 chân tiếp theo, 1, 2, 3, 4, tính luôn dây bính là 5, thì mỗi chân mình sẽ móc vào 2 kép đơn nha, tức là mình tăng chân đó các bạn. Rồi đây là chân thứ 2 nè, mình sẽ móc vào 2 kép đơn. Kép đơn thứ nhất tiếp tục tại chân đó. Kép đơn thứ 2, rồi đến chân tiếp theo mình cũng móc vào 2 kép đơn ha. Kép đơn thứ nhất tiếp tục tại chân đó. Và kép đơn thứ hai mình xong 2 lần rồi, còn 3 chân nữa ha, này mình cũng móc 2 kép đơn nè. Một kép đơn tiếp tục tại chân đó. 2 kép đơn mình đã xong 3 lần, còn 2 lần nữa, chân này cũng là 2 kép đơn. Một kép đơn tiếp tục tại chân đó. Và 2 kép đơn. Đến lần thứ 5 dây bính được tính là 1 chân, thì tại đây các bạn móc vào cho mình 2 mũi kép đơn tương tự nhé. Một kép đơn nè, tiếp tục tại chân đó. Và 2 kép đơn, vậy là mình đã xong hàng thứ 2. Đến hàng thứ 3 mình tiếp tục tăng chân. Đầu tiên là mình lên 2 bính, 1, 2, xoay lên lại, tại chân vừa lên bính, mình móc vào một mũi kép đơn. Rồi đến các chân tiếp theo mình sẽ bắt đầu tăng ha. Và cũng tăng như sau. Chân này nè, chân đầu tiên mình sẽ móc một mũi kép đơn.
đến chân thứ hai thì mình căng, mình móc vào hai kép đơn. Một kép đơn tiếp tục tại chân đó. Hai kép đơn, rồi đến hai chân tiếp theo mình lặp lại ha. Chân đầu tiên là mình sẽ móc một kép đơn nè. Rồi đến chân thứ hai thì mình móc hai kép đơn trong chân. Một kép đơn tiếp tục tại chân đó. Kép đơn thứ hai, rồi đến các chân tiếp theo các bạn cứ thực hiện tương tự như vậy cho mình nhé. Chân đầu tiên là mình móc một kép đơn. Chân thứ hai thì mình tăng, mình móc hai kép đơn và các bạn thực hiện như vậy cho đến cuối hàng. Đến cuối hàng ở đây là mình còn dây bính, vì dây bính được tính là một chân thì các bạn móc vào cho mình một kép đơn nha. Vậy là mình đã xong hàng thứ ba. Đến hàng thứ tư mình tiếp tục lên hai bính, xoay lên lại. Hàng thứ tư này mình vẫn tiếp tục tăng nha, tại chân vừa lên bính cũng là chân đầu tiên mình móc vào một kép đơn. Rồi đến hai chân tiếp theo, mỗi chân mình cũng móc một kép đơn. Chân đầu tiên là một kép đơn nè, rồi đến chân thứ hai mình cũng móc một kép đơn. Và đến chân thứ ba thì mình tăng, mình sẽ móc hai kép đơn vào một chân. Cái đơn thứ nhất tiếp tục tại chân đó. Và cái đơn thứ hai, vậy là hàng này mình có cụm như sau. Hai chân đầu tiên, mỗi chân là mình móc một kép đơn. Một nè, rồi đến chân tiếp theo cũng là một kép đơn. Rồi đến chân tiếp theo thì mình tăng, mình sẽ móc hai kép đơn chung một chân nha. Một kép đơn tiếp tục tại chân đó. Và hai kép đơn, đến các chân tiếp theo các bạn cứ thực hiện cụm như vậy giúp mình. Hai chân đầu tiên là mình móc một kép đơn. Đến chân thứ ba thì mình tăng, mình móc vào hai kép đơn và các bạn cứ lặp lại cụm như vậy cho đến cuối hàng nha. Đến cuối hàng ở đây là mình còn một chân kép cũng như là một dây bính, là mình còn hai chân thì mỗi chân các bạn móc cho mình một kép đơn. Rồi chân kép đơn này mình cũng đã móc xong một kép đơn nè. Rồi đến dây bính cũng tính là một chân thì mình sẽ móc vào một kép đơn. Vậy là mình đã móc xong hàng thứ tư. Đến hàng thứ năm mình tiếp tục lên hai bính, xoay lên lại. Chân đầu tiên mình móc một kép đơn. Đến ba chân tiếp theo mình móc một kép đơn. Mình đang bắt đầu vô cụm tăng đó các bạn. Chân đầu tiên một kép đơn, chân thứ hai một kép đơn, chân thứ ba một kép đơn, thì đến chân thứ tư mình bắt đầu tăng, mình móc vào hai kép đơn nha. Kép đơn thứ nhất tiếp tục tại chân đó. Và kép đơn thứ hai, vậy là hàng này mình có cụm như sau. Ba chân đầu tiên, mỗi chân là mình móc một kép đơn. Đến chân thứ tư thì mình tăng, mình móc vào hai kép đơn nha. Một kép đơn nè, tiếp tục chân thứ hai. Một kép đơn, chân thứ ba cũng là một kép đơn. Và đến chân thứ tư thì mình móc hai kép đơn, mình tăng đó các bạn. Một kép đơn tiếp tục tại chân đó. Và hai kép đơn mình đã thực hiện được hai lần rồi, cùng ba lần tương tự như vậy nhé. Sau khi mình móc xong năm cụm tăng thì đến cuối hàng mình còn ba chân, thì mỗi chân các bạn móc cho mình một kép đơn nha. Rồi chân tiếp theo mình cũng móc một kép đơn nè. Rồi đến dây bính cũng tính là một chân thì mình cũng móc vào một kép đơn. Vậy là mình đã móc xong hàng năm rồi, bây giờ mình sẽ đo thử xem là cái cúp cực này được bao nhiêu xăng.
ở đây là được 12 xăng rồi. Vì sao phải đo như vậy? Vì có nhiều bạn sẽ dùng cái loại len khác mình, thì khi móc đến hàng năm cái phần cúp ngực sẽ rộng hơn, lớn hơn cái phần cúp ngực mà mình đang móc, nên các bạn nhớ là phải đo hoặc là ướm thử lên trên người xem vừa chưa nha. Của mình là chưa đạt nên mình sẽ móc thêm hàng 6 nữa. Đầu tiên các bạn lên cho mình hai bính, xoay lên lại. Cái quy luật móc thì nó đơn giản lắm các bạn ha. Chân vừa lên bính nè thì mình móc một kép đơn. Rồi đến phần tăng chân, hàng 5 là mình có 3 chân liên tiếp, thì hàng 4 mình sẽ bắt đầu cộng thêm một chân vô là 4 chân liên tiếp ha. Rồi đến cái hàng tiếp theo thì các bạn cứ cộng thêm một chân cho mình. Rồi chân đầu tiên, rồi đến chân thứ hai cũng là một kép đơn. Chân thứ ba cũng là một kép đơn. Chân thứ tư cũng là một kép đơn. Và đến chân thứ năm thì mình tăng, mình móc vào 2 kép đơn. Kép đơn thứ nhất tiếp tục tại chân đó. Và kép đơn thứ hai, vậy là mình đã thực hiện xong một cụm. Đến 4 chân tiếp theo, mình móc một kép đơn. Chân thứ năm mình lại tăng. Đó, các bạn cứ thực hiện cụm như vậy cho mình cho đủ 5 lần tăng nha. Mình gặp lại các bạn sau khi còn 4 chân cuối nè. Sau khi móc xong 5 lần cụm tăng, ở đây mình còn 4 chân cuối thì mỗi chân mình sẽ móc một kép đơn nha. Chân đầu tiên một kép đơn, đến chân thứ hai cũng là một kép đơn, chân thứ ba cũng là một kép đơn, và đến chân thứ tư là dây bính thì mình cũng móc một kép đơn nha. Là mình đã móc xong hàng thứ sáu, tiếp theo là mình sẽ đo thử nha. Đầu tiên các bạn sẽ canh giữa cái phần cúp ngực, rồi mình sẽ đưa vào giữa của phần ngực. Và các bạn nhớ là mình sẽ đưa ngang phần ngực thôi ha. Rồi các bạn đo xem là nó đã vào chính giữa chưa. Và quan trọng nhất là khi mà mình kẹp phần nách này lại, nó đã đụng tới điểm nách rồi nè, hoặc là nó đủ che cái bầu ngực rồi, thì mình ngưng, mình không móc thêm hàng nào nha. Và mình sẽ lên thêm một bính và mình cắt len đi để mình kết thúc phần cúp ngực. Là mình đã xong được một cái, các bạn thực hiện tương tự cho mình thêm một cái nữa nha, và mình không cắt len nha. Và quan trọng là nếu bạn nào có size ngực lớn hơn thì mình sẽ đẽm thêm 1 đến 2 hàng tăng ở đây cho các bạn tham khảo nha. Vậy là mình đã móc xong phần cúp ngực thứ hai và mình không cắt len nha. Tiếp theo mình sẽ nối hai cúp ngực lại với nhau. Mình sẽ lên hai bính. 1 2 và mình sẽ móc hoàn toàn vào cạnh dưới của phần cúp ngực nha. Đầu tiên là đây là phần thân kép đơn, thì mình sẽ móc vào đây 2 mũi kép đơn. Một kép đơn tiếp tục. Tại phần thân kép đơn này có 2 cái đoạn dây nè, mình sẽ đưa kia vào đây nha. Và mình móc một kép đơn. Mình móc như vậy để tránh bị lộ chân đó các bạn. Rồi đến thân kép đơn tiếp theo, ở đây là mình có một khoảng trống nè, thì mình móc vào một kép đơn. Sau đó tại thân thì mình sẽ móc vào 2 sợi dây của thân một kép đơn. Tiếp tục đến thân kép đơn tiếp theo, mình cũng sẽ móc vào 2 kép đơn. Một kép đơn nè, tiếp tục tại thân nè, mình móc thêm một kép đơn nữa cho đủ 2 kép đơn ha. Rồi đến các thân kép đơn tiếp theo, các bạn cứ thực hiện tương tự như vậy giúp mình nha. Mình gặp lại các bạn sau khi móc xong nha. Vậy là mình đã móc xong phần rì của phần cúp ngực thứ nhất. Đến phần cúp ngực thứ hai thì mình sẽ bắt đầu nối vào nha. Và cách nối như sau, mình vòng một len chân kim, đưa vào chân đầu tiên của phần cúp ngực, lấy len qua nè. Chân kim mình có 3 vòng len, mình lấy len kéo qua 2 vòng. Tiếp tục kéo qua 2 vòng lần thứ hai, mình đã nối thành công. Rồi đến thân kép đơn, bây giờ mình sẽ móc tương tự như cúp ngực vừa rồi ha. Thì mình sẽ móc vào 2 kép đơn. Và các bạn giấu len thừa để giúp mình luôn. Một kép đơn nè, tiếp tục tại thân đây mình còn 2 sợi dây nè. Mình sẽ đưa kim qua thân, rồi giấu len thừa luôn nha. Lấy len qua và mình móc một mũi kép đơn. Đến các thân kép đơn tiếp theo, các bạn cứ móc cho mình 2 kép đơn, mình thực hiện tương tự như cúp ngực bên kia đó. Vậy là mình đã nối thành công. Và các bạn chú ý giúp mình số chân mũi của hai bên đều phải bằng nhau nha. Của mình là
mỗi bên là 24 chân, tổng cộng là có 48 chân. Và đến hàng tiếp theo mình lên 2 bính, xoay lên lại. Đây là chân đầu tiên, cũng là chân vừa lên bính. Vì dây bính được tính là một chân rồi thì mình sẽ bỏ qua chân đó và mình sẽ móc vào chân tiếp theo một kép đơn. Rồi đến chân tiếp theo mình cũng móc một kép đơn. Chân tiếp theo mình cũng sẽ móc một kép đơn. Các bạn cứ móc như vậy, mỗi chân là một kép đơn cho đến còn hai chân cuối của phần cúp ngực bên này nhé. Sau khi mình móc đến còn hai chân của phần cúp ngực bên này thì mình sẽ giảm hai chân này thành một. Mình vòng len trên kim, đưa vào chân đầu tiên, lấy len qua, mình kéo qua hai vòng len đầu tiên trước. Tiếp tục vòng len trên kim, đưa vào chân thứ hai, lấy len qua, mình cũng kéo qua hai vòng len đầu tiên. Trên kim mình có 3 vòng len, lúc này mình mới kéo qua một lượt. Vậy là mình đã giảm thành công. Các bạn đánh dấu lại chân đó giúp mình nha. Rồi đến phần cúp ngực thứ hai, cũng tại hai chân đầu tiên này, mình sẽ giảm tương tự ha. Mình vòng len trên kim, đưa vào chân đầu tiên, lấy len, kéo qua hai vòng len đầu tiên. Tiếp tục vòng len trên kim, đưa vào chân thứ hai, cũng kéo qua hai vòng len đầu tiên. Trên kim mình có 3 vòng len, mình mới kéo qua một lượt, vậy là mình đã giảm xong, đồng thời cũng đánh dấu lại chân này. Và đến các chân tiếp theo thì rất là đơn giản rồi ha, mỗi chân các bạn móc cho mình một kép đơn nha. Chân này một kép đơn nè, rồi đến chân tiếp theo. Một kép đơn, chân tiếp theo. Cũng là một kép đơn và các bạn cứ thực hiện tương tự như vậy cho đến cuối hàng. Vậy là mình đã móc xong hàng 2, đến hàng thứ 3 mình tiếp tục lên 2 bính, xoay lên. Vì chân bính được tính là một chân rồi thì tại chân đó mình bỏ qua mình không móc, mình sẽ móc vào chân tiếp theo một kép đơn. Chân tiếp theo mình cũng móc một kép đơn. Chân tiếp theo cũng tương tự ha, mình cũng móc một kép đơn. Các bạn cứ thực hiện tương tự như vậy cho đến hai chân đánh dấu nha. Đến hai chân đánh dấu thì hai chân này mình sẽ giảm thành một nha. Mình vòng len trên kim, đưa vào chân đánh dấu đầu tiên, lấy len qua, kéo qua hai vòng len đầu tiên. Tiếp tục vòng len trên kim, đưa vào chân đánh dấu thứ hai, lấy len lên, kéo qua hai vòng len đầu tiên. Rồi sau đó mình mới kéo qua ba vòng len trên kim. Vậy là mình đã giảm thành công. Đến cái chân tiếp theo thì mỗi chân các bạn móc cho mình một kép đơn ha. Chân đầu tiên nè, mình móc một kép đơn. Tiếp theo mình cũng móc một kép đơn. Đến cái chân tiếp theo các bạn cứ thực hiện tương tự, mỗi chân là một kép đơn cho đến cuối hàng. Đến cuối hàng ở đây là mình còn hai chân, một chân kép và dây bính, thì tại chân kép này mình móc một mũi kép đơn. Vì dây bính được tính là một chân rồi thì tại dây bính các bạn móc thêm cho mình một kép đơn nha. Vậy là mình đã xong hàng thứ ba, đến hàng thứ tư mình lên hai bính. 1, 2, xoay lên lại. Các bạn cứ nhớ giúp mình nha, dây bính được tính là chân rồi thì mình sẽ bỏ qua chân phía dưới và mình sẽ móc vào chân tiếp theo một kép đơn. Sau đó mình bỏ qua một chân và mình móc vào các chân tiếp theo, mỗi chân là một kép đơn nha. Mình bỏ qua một chân vậy được tính là mình giảm chân rồi đó các bạn. Rồi mình đã móc xong một kép đơn, đến chân tiếp theo mình cũng móc một kép đơn. Chân tiếp theo mình cũng móc một kép đơn. Các bạn cứ thực hiện như vậy cho đến còn 3 chân cuối nha. Dây bính nè, cộng thêm 2 chân là 3 chân cuối nha các bạn. Đến cuối hàng còn 3 chân cuối thì mình sẽ bỏ qua một chân và mình móc vào hai chân cuối, mỗi chân là một kép đơn nha. Một kép đơn nè, tiếp tục tại dây bính được tính là một chân thì tại chân đó mình cũng móc một kép đơn. Mình bỏ qua một chân tức là mình đã giảm một chân rồi các bạn. Đến hàng tiếp theo mình lên hai bính, xoay lên lại. Hàng này mình thực hiện tương tự như hàng vừa rồi nha. Dây bính được tính là một chân mình bỏ qua, mình móc vào chân tiếp theo một kép đơn. Tiếp tục bỏ qua một chân và mình móc vào chân tiếp theo một kép đơn. Vậy là mình đã giảm được một chân rồi đó các bạn. Đến các chân tiếp theo các bạn cứ móc cho mình một kép đơn nha. Rồi chân tiếp theo cũng là một kép đơn. Đó, các bạn cứ thực hiện tương tự như vậy cho đến còn 3 chân cuối nha. Tức là dây bính là một chân và hai chân kế bên nha.
Đến 3 chân cuối thì mình tiếp tục bỏ qua một chân và mình sẽ móc vào 2 chân cuối cùng. Mỗi chân là một kép đơn. Rồi chân cuối là dây bính thì mình cũng móc vào một kép đơn. Vậy là mình đã móc xong hàng 5. Đến hàng 6, hàng 7 và hàng 8, các bạn thực hiện tương tự hàng 5 này giúp mình nha. Đầu tiên là mình sẽ lên 2 bính, xoay lên lại. Vì dây bính được tính là một chân nên mình sẽ bỏ qua chân đó, mà mình sẽ móc vào chân tiếp theo là một kép đơn. Sau đó bỏ qua một chân, đến các chân tiếp theo thì mỗi chân mình móc một kép đơn cho đến 3 chân cuối. 3 chân cuối thì mình tiếp tục bỏ qua một chân và mình móc vào 2 chân cuối, mỗi chân là một kép đơn ha. Và mình gặp lại các bạn sau khi móc xong nha. Sau khi mình móc xong hết hàng 8 thì phần thân áo phía dưới của mình đã đạt được 9 xăng. Nếu bạn nào muốn thân áo dài hơn thì các bạn móc thêm 1 đến 3 hàng và mình lặp lại giống hàng 5 nè. Còn bây giờ thì mình sẽ móc những hàng giảm để mình tạo phần chóp nhọn của trái tim nha. Và bây giờ mình móc hàng chính nha. Đầu tiên mình lên 2 bính, xoay lên lại. Vì dây bính được tính là một chân rồi thì mình sẽ bỏ qua chân đó và mình móc vào chân tiếp theo một mũi kép đơn. Sau đó mình bỏ qua một chân và mình móc tiếp vào chân tiếp theo một mũi kép đơn. Mình đang giảm chân đó các bạn. Đến chân tiếp theo mình cũng móc vào một mũi kép đơn. Rồi bây giờ mình sẽ lặp lại nha. Mình bỏ qua một chân nè và mình móc vào hai chân tiếp theo, mỗi chân là một kép đơn. Mình đã móc xong kép đơn đầu tiên, đến chân tiếp theo cũng là một kép đơn ha. Mình đã xong hai kép đơn rồi, mình lặp lại nha. Tiếp tục bỏ qua một chân và mình sẽ móc vào hai chân tiếp theo, mỗi chân là một kép đơn, và các bạn cứ thực hiện xen kẽ như vậy cho đến cuối hàng. Đến cuối hàng mình tiếp tục bỏ qua một chân nè và mình móc vào hai chân tiếp theo, mỗi chân là một kép đơn. Một nè, rồi chân tiếp theo cũng là một kép đơn. Vì dây bính được tính là một chân luôn nên tại đây mình sẽ móc vào một kép đơn nữa nha. Rồi mình đã xong, đến hàng thứ 10 mình sẽ lặp lại tương tự như hàng thứ 9. Mình lên 2 bính, xoay lên lại. Vì dây bính được tính là một chân thì mình bỏ qua chân đó, mình móc vào chân thứ 2 một kép đơn. Tiếp tục bỏ qua một chân và mình móc vào hai chân tiếp theo, mỗi chân là một kép đơn. Rồi mình đã xong một kép đơn, đến chân tiếp theo cũng là một kép đơn. Tiếp tục bỏ qua một chân, móc vào hai chân tiếp theo, mỗi chân là một kép đơn. Một kép đơn, chân tiếp theo cũng là một kép đơn ha. Rồi đến các chân tiếp theo các bạn cứ lặp lại tương tự như vậy cho mình nha. Bỏ qua một chân nè, móc vào hai chân tiếp theo, mỗi chân là một kép đơn. Và các bạn thực hiện như vậy cho đến cuối hàng. Đến cuối hàng mình tiếp tục bỏ qua một chân và mình móc vào hai chân cuối nha. Đây là chân kép nè, mình sẽ móc vào một kép đơn. Dây bính được tính là một chân thì mình cũng móc vào một kép đơn. Rồi đến hàng 11 mình tiếp tục lên hai bính, xoay lên lại. Hàng 11 thì mình sẽ móc giống hàng 5 ha, mình bỏ qua dây bính nè và mình móc vào chân dưới một kép đơn. Tiếp tục bỏ qua một chân và đến các chân tiếp theo thì mỗi chân mình móc một kép đơn nha. Rồi chân tiếp theo mình cũng móc một kép đơn. Chân tiếp theo mình cũng móc một kép đơn. Hàng này thì mình chỉ giảm chân đầu và chân cuối thôi, các bạn cứ móc tương tự như vậy cho đến còn 3 chân cuối nha. Ở đây là mình còn hai chân và thêm dây bính, tổng cộng là 3 chân, thì mình tiếp tục bỏ qua một chân và mình sẽ móc vào hai chân cuối, mỗi chân là một kép đơn. Rồi dây bính tính là một chân rồi nè, thì tại đây mình cũng móc một kép đơn ha. Vậy là mình đã giảm thêm một chân ở cuối hàng. Rồi đến cái hàng tiếp theo thì mình lặp lại nha. Đầu tiên là mình lên hai bính, xoay lên lại. Hai hàng tiếp theo này thì mình móc tương tự như hàng 9 và hàng 10 thôi. Mình bỏ qua chân đầu tiên, mình móc vào chân tiếp theo một kép đơn. Tiếp tục bỏ qua một chân, móc vào chân tiếp theo một kép đơn. Chân tiếp theo cũng là một kép đơn. Rồi bây giờ mình lặp lại ha. Bỏ qua một chân, móc vào hai chân tiếp theo một kép đơn nè. Mình đã xong chân đầu tiên, đến chân tiếp theo cũng là một kép đơn. Rồi mình lặp lại. Bỏ qua một chân,
móc vào hai chân tiếp theo, mỗi chân là một kép đơn. Một kép đơn nè, rồi chân tiếp theo cũng là một kép đơn. Đến ba chân cuối thì mình tiếp tục bỏ qua một chân và mình móc vào chân tiếp theo một kép đơn. Nhai bính được tính là một chân thì mình cũng móc vào một kép đơn. Mình đã móc xong hàng 12, đến hàng 13 mình lặp lại tương tự. Sau khi lên hai bính mình xoay lên nè. Rồi mình sẽ bỏ qua chân đầu tiên, móc vào chân thứ hai một kép đơn. Tiếp tục bỏ qua một chân, móc vào hai chân tiếp theo, mỗi chân là một kép đơn. Một nè, rồi chân tiếp theo cũng là một kép đơn ha. Hai, tiếp tục bỏ qua một chân, móc vào chân tiếp theo một kép đơn. Chân tiếp theo cũng là một kép đơn. Ở đây là mình còn hai chân cuối thì mình sẽ bỏ qua một chân và mình sẽ móc vào dây bính là một kép đơn nha. Còn các bạn còn đủ hai chân thì mình sẽ móc hai chân nè. Mình móc đến hàng này thôi và đến cái hàng tiếp theo mình sẽ bắt đầu đổi mũi nha các bạn, để cho phần cái chóp nhọn của mình nó không có bị dài quá. Rồi bây giờ mình lên một bính, xoay lên lại, mình sẽ bắt đầu móc cho hàng 14 nha. Mình bỏ qua chân vừa lên bính và mình móc vào chân tiếp theo một mũi đơn. Mình đưa kim qua chân, lấy len lên. Trên kia mình có hai vòng len, mình lấy len kéo qua hai vòng. Đến chân tiếp theo mình cũng móc vào một mũi đơn. Chân tiếp theo cũng là một mũi đơn. Chân tiếp theo cũng tương tự ha. Đến cuối hàng mình còn hai chân thì mình sẽ bỏ qua một chân và mình móc vào dây bính một mũi đơn nha. Rồi đến hàng 15 mình lặp lại tương tự như hàng 14, mình lên một bính và xoay len, bỏ qua chân đầu tiên, móc vào chân thứ hai một mũi đơn. Chân tiếp theo mình cũng móc một mũi đơn. Mỗi chân các bạn cứ móc cho mình một mũi đơn cho đến còn hai chân cuối thì mình sẽ bỏ qua một chân và mình móc vào dây bính một mũi đơn. Cái chỗ này mình quên đánh dấu nên sẽ hơi khó đưa len qua một xíu. Rồi đến hàng 16 mình tiếp tục lặp lại, lên một bính, xoay len, bỏ qua một chân, móc vào chân tiếp theo một mũi đơn. Chân tiếp theo cũng là một mũi đơn. Còn hai chân cuối mình bỏ qua một chân và mình móc vào dây bính một mũi đơn. Rồi đến hàng tiếp theo, lên một bính, xoay len. Mình tiếp tục lặp lại ha, bỏ qua chân đầu tiên, móc vào chân thứ hai một mũi đơn. Ở đây còn hai chân cuối nè thì mình bỏ qua một chân và mình sẽ móc vào dây bính một mũi đơn. Rồi đến hàng tiếp theo, tiếp tục lên một bính, xoay lên. Ở đây là mình còn ba chân cuối nè thì mình sẽ giảm ba chân liên tiếp thành một nha. Mình đưa kim vào chân đầu tiên, lấy len lên. Tiếp tục đưa kim vào chân thứ hai, lấy len. Rồi sau đó đưa kim vào dây bính. Chỗ dây bính thì nó hơi khó đưa kim vào một xíu các bạn ha. Rồi sau đó mình lấy len lên. Bên kia mình có 4 vòng len nè. Mình sẽ lấy len kéo hết qua 4 vòng. Vậy là mình đã giảm xong. Sau đó mình lên thêm một bính nữa và mình cắt len đi. Đến phần 3 mình sẽ viền áo và tạo bèo cho áo. Đầu tiên là tại chân mà mình cắt len, mình sẽ đưa kim qua và lấy len lên. Sau đó mình lên một bính, tại chân mình vừa lên bính, mình đưa kim qua, móc một mũi đơn, đồng thời các bạn giấu len thừa giúp mình nhé. Rồi đến chân tiếp theo mình cũng sẽ móc một mũi đơn. Rồi đến chân tiếp theo là thân của mũi đơn thì mình sẽ móc vào một mũi đơn. Chân tiếp theo cũng là hàng của mũi đơn nè thì mình sẽ móc vào một mũi đơn. Rồi chân tiếp theo cũng tương tự ha. Rồi bây giờ là đến thân của kép đơn thì mình sẽ móc vào hai mũi đơn. Ở đây có một khoảng trống nè, mình móc vào một mũi đơn. Rồi tiếp tục tại thân nè thì mình cũng móc vào một mũi đơn. Vậy là mình đã đủ hai mũi đơn cho một thân kép đơn. Rồi đến chân tiếp theo các bạn cũng móc tương tự ha. Cứ thân kép đơn các bạn móc cho mình hai mũi đơn nha. Một mũi đơn ở đầu thân nè và một mũi đơn nữa ở giữa thân kép đơn. Vậy là mình đã xong. Đến thân kép đơn tiếp theo mình thực hiện tương tự. Một mũi đơn ở phía đầu nè,
một mũi đơn ở phía giữa thân. Rồi đến các thân kép đơn tiếp theo, các bạn cứ thực hiện tương tự như vậy giúp mình nha. Cứ móc đủ 2 mũi đơn cho một thân kép đơn nè. Và các bạn cứ móc như vậy cho đến hết phần áo luôn nha. Mình gặp lại các bạn sau khi móc xong nè. Đến cuối hàng, đây là thân của mũi đơn, thì mình sẽ móc vào một mũi đơn. Rồi, ở đây là mình còn một chân nhỏ nè, thì mình sẽ móc vào đây một mũi đơn nữa ha. Rồi, để kết thúc hàng thì tại chân mũi đơn ở đầu hàng, mình sẽ móc vào một mũi trượt. Mình đưa kim qua, lấy len lên, rồi kéo luôn qua luôn ha. Mình đã xong một mũi trượt, vậy là mình đã xong viền áo. Bây giờ mình sẽ tạo phần bèo nha. Đầu tiên là mình sẽ lên 3 bính. 1 2 3. Tại chân mà mình vừa lên bính nè, mình sẽ móc vào 4 mũi kép đôi. Kép đôi là mình sẽ vòng 2 vòng len trên kim, đưa vào chân, lấy len qua. Trên kim mình có 4 vòng len, mình kéo qua 2 vòng len thứ nhất, kéo qua 2 vòng len lần thứ hai, và mình kéo qua 2 vòng len lần thứ ba. Tiếp tục tại chân đó mình móc thêm 3 mũi kép đôi nữa ha. Mình vòng 2 vòng len nè, đưa vào chân, lấy len, kéo qua 2 vòng len lần thứ nhất, kéo qua 2 vòng len lần thứ hai, và kéo qua 2 vòng len lần thứ ba. Mình được kép đôi thứ hai. Tiếp tục tại chân đó mình móc thêm 2 kép đôi nữa. Mình được kép đôi thứ ba nè, tiếp tục tại chân đó. Mình được kép đôi thứ tư. Rồi đến chân tiếp theo mình lặp lại ha. Mình cũng móc vào 4 mũi kép đôi. 1 kép đôi, tiếp tục tại chân đó. 2 kép đôi, tiếp tục tại chân đó. 3 kép đôi, tiếp tục tại chân đó. Và 4 kép đôi. Rồi các bạn cứ thực hiện tương tự như vậy cho đến phần giữa của trái tim này nhé. Sau khi móc đến phần giữa của áo, mình đếm ngược về 3 chân ha. 1, 2, 3. Thì 3 chân này mình sẽ có cách móc khác nha. Chân đầu tiên mình sẽ móc vào 1 mũi kép đôi. Rồi tiếp tục tại chân đó 1 mũi kép đơn. Kép đơn thì mình vòng 1 vòng len thôi ha. Đến chân thứ hai thì mình móc 2 mũi kép đơn. Kép đơn thứ nhất nè, tiếp tục tại chân đó thêm 1 mũi kép đơn nữa. Rồi đến chân thứ ba, 2 mũi kép đơn chung chân ha. 1 kép đơn nè, tiếp tục tại chân đó. 2 kép đơn, đến chân giữa thì mình cũng móc vào 2 kép đơn luôn. 1 kép đơn nè, tiếp tục tại chân đó. 2 kép đơn, rồi đến 3 chân tiếp theo mình lặp lại nè. Chân này là mình móc 2 kép đơn chung chân ha. Rồi chân thứ 2 cũng 2 kép đơn chung chân nè. 1 kép đơn, tiếp tục tại chân đó. 2 kép đơn, và đến chân thứ 3 thì mình bắt đầu tăng lên một xíu ha. 1 kép đơn nè, tiếp tục 1 kép đôi chung chân. Kép đôi là mình sẽ vòng 2 vòng len nha. Rồi vậy là mình đã móc xong phần chính giữa. Đến các chân tiếp theo, các bạn cứ lặp lại tương tự như phần viền. Mình sẽ móc vào 4 mũi kép đôi chung chân, và các bạn cứ móc như vậy cho đến cuối hàng. Mình đã móc xong đến cuối hàng rồi, thì tại chân mũi kép đôi đầu tiên, mình sẽ móc vào một mũi trượt, đưa kim qua, lấy len lên, rồi kéo luôn vòng len trên kim. Sau đó mình lên thêm một bính và mình cắt len đi, và mình giấu len đi nữa. Vậy là mình đã xong phần bèo nhé. Và tiếp theo mình sẽ hướng dẫn các bạn móc phần dây cột. Đầu tiên là mình sẽ tạo một vòng tròn ma thuật. Mình đẩy sợi len từ phía trên xuống, ngón cái và ngón giữa mình giữ len. Mình luồn kim qua, vòng kim, lấy len kéo qua. Rồi mình giữ nguyên ha, mình đã xong được vòng tròn rồi nè. Để móc phần trái tim mini, đầu tiên mình sẽ lên 3 bính. 1, 2, 3. Sau đó mình sẽ móc vào vòng tròn cụm như sau. Đầu tiên là mình sẽ móc vào 3 mũi kép đơn.
nhất nè, tiếp tục tại vòng tròn. Kép đơn thứ hai tiếp tục tại vòng tròn. Và kép đơn thứ ba tiếp tục mình móc vào 3 mũi nửa kép vòng len trên kim, đưa vào chân, lấy len qua. Trên kim mình có 3 vòng len, mình lấy len kéo qua 3 vòng luôn. Mình được một nửa kép, tiếp tục vòng len trên kim, đưa vào chân lấy len, rồi lấy len kéo qua 3 vòng. Mình được nửa kép thứ hai, tiếp tục vòng len trên kim, đưa vào chân lấy len, cũng kéo qua 3 vòng. Mình được nửa kép thứ ba. Tiếp theo mình móc một kép đơn. Kép đơn thì mình sẽ kéo qua 2 vòng len đầu tiên ha. Sau đó kéo qua 2 vòng len lần thứ hai. Rồi bây giờ mình sẽ móc đối xứng lại nha. Đầu tiên là 3 mũi nửa kép. Một nửa kép nè. Hai nửa kép tiếp tục. Ba nửa kép, sau đó là 3 mũi kép đơn. Kép đơn thì mình sẽ kéo qua 2 vòng len đầu tiên, kéo qua 2 vòng len lần thứ hai, rồi tiếp tục. Kép đơn thứ hai và cuối cùng là kép đơn thứ ba, sau đó mình lên 3 bính. 1 2 3 và mình sẽ móc mũi trượt, mình đưa kim qua, lấy len lên, rồi kéo luôn qua vòng len trên kim. Mình đã xong phần trái tim, sau đó các bạn sẽ rút sợi len ngắn để cho trái tim nhỏ lại nhé. Sau khi móc xong phần trái tim thì mình sẽ lên một đoạn dây bính dài để tạo phần dây cột nha. Và phần dây cột này thì mình sẽ cột ở phía dưới eo, nên các bạn sẽ lên một đoạn dây bính dài bằng 2/3 số đo vòng eo nha. Sau khi móc một đoạn dây bính dài theo số đo của mỗi người rồi thì tiếp theo mình sẽ nối vào phần áo. Đầu tiên là mình sẽ thả kim ra, đưa kim vào phần dưới của áo nè. Đó. Rồi sau đó mình sẽ đưa sợi len mà mình chừa ra và mình sẽ kéo qua. Sau đó mình lên một bính. Tiếp theo là mình sẽ viền lại phần dây cột để cho chắc chắn nha. Cách viền như sau. Chân đầu tiên mình sẽ móc vào một mũi trượt. Chân tiếp theo mình cũng móc một mũi trượt. Rồi chân tiếp theo mình cũng móc một mũi trượt. Viền cái này thì đơn giản rồi ha. Mỗi chân các bạn đều móc cho mình một mũi trượt nha. Và mình móc như vậy cho đến cuối hàng. Mình đã viền xong sợi dây rồi thì để nối vào trái tim, mình sẽ đưa kim vào chính giữa vòng tròn và mình cũng móc một mũi trượt. Ở khúc này các bạn có thể cắt len cũng được ha. Còn nếu muốn chắc chắn hơn thì mình sẽ lên thêm một bính và mình mới cắt len đi. Và các bạn giấu len thừa đi giúp mình nữa là xong. Và phần dây cột còn lại thì các bạn cũng thực hiện tương tự luôn. Sau khi móc xong phần dây cột ở phía dưới thì tiếp theo mình sẽ móc phần dây cột ở phía trên. Mình sẽ chia phần cúp ngực ra làm 3 và mình sẽ bắt đầu ở 1/3 của cúp ngực nha. Và cách móc thì các bạn móc giống phần dây cột ở phía dưới này nha. Và tiếp theo mình sẽ hướng dẫn các bạn móc phần dây cột ở phía mặt lưng nha. Ở đây là mình đã móc sẵn một bên rồi và bên còn lại mình cũng sẽ móc tương tự thôi. Nếu bạn nào ngại ở lưng thì sẽ móc phần cột giống mình, sẽ bắt đầu từ phía trên cúp xuống nửa phần thân. Còn nếu bạn nào mà thích phong cách sexy thì các bạn có thể điều chỉnh phần dây cột cho phù hợp nhé. Và để móc phần dây cột cho đều nhau thì mình sẽ chập áo lại như thế này và mình gióng qua và mình sẽ bắt đầu từ đây nha các bạn. Rồi mình đưa kim qua chân nè. Rồi mình lấy len qua. Sau đó mình lên một bính. Tại chân mình vừa lấy len, mình móc vào một mũi đơn. Rồi tiếp tục đến chân tiếp theo, mình cũng móc một mũi đơn. Rồi chân tiếp theo mình cũng móc một mũi đơn. Cái này là các bạn tự canh chỉnh số lượng mũi đơn nha.
mũi chân là các bạn móc cho mình một mũi đơn nè. Và các bạn nhớ là giống qua nha, bên này mình móc tới hàng bao nhiêu thì bên đây mình cũng sẽ móc đến hàng bấy nhiêu nha. Mình gặp lại các bạn sau khi móc xong nè. Và các bạn chú ý giúp mình, phần dây cột bên kia mình đã móc được 21 chân mũi đơn thì bên này mình cũng sẽ móc 21 chân mũi đơn nha. Rồi đến hàng tiếp theo mình lên hai bính xoay men. Tại chân vừa lên bính mình móc vào một mũi kép đơn. Chân tiếp theo mình cũng móc một mũi kép đơn. Đến các chân tiếp theo các bạn cứ móc cho mình mỗi chân là một mũi kép đơn nha. Rồi đến cuối hàng, ở đây là mình còn một chân nè, thì mình cũng sẽ móc vào đây một mũi kép đơn. Rồi đến hàng tiếp theo mình lên hai bính xoay len. Hàng này thì mình sẽ thực hiện tương tự như hàng vừa rồi ha. Mình xoay len lại nè. Rồi chân vừa lên bính mình móc vào một mũi kép đơn. Chân tiếp theo mình móc một mũi kép đơn. Chân tiếp theo mình cũng móc một mũi kép đơn nè. Đó, mỗi chân các bạn cứ thực hiện cho mình một kép đơn và các bạn cứ móc như vậy cho đến cuối hàng. Đến cuối hàng, ở đây là mình còn một chân thì mình sẽ móc vào một kép đơn. Đến hai hàng tiếp theo thì mình lặp lại tương tự như hàng vừa rồi ha. Mình lên hai bính và xoay len. Chân vừa lên bính là mình móc một kép đơn nè. Rồi đến các chân tiếp theo thì mỗi chân mình móc một kép đơn và cho đến cuối hàng luôn. Đến cuối hàng thì mình cũng sẽ móc vào một kép đơn nha. Các bạn đừng tính nháy bính nha. Ở đây là mình đã móc tổng cộng 4 hàng bình thường, mình không tăng không giảm. Thì tiếp theo mình sẽ bắt đầu móc những hàng giảm để cho phần dây cột nhỏ lại nha. Rồi bây giờ mình sẽ lên hai bính. 1, 2, xoay lên lại. Mình sẽ bỏ qua chân đầu tiên và mình sẽ móc vào chân thứ hai một mũi kép đơn. Mình bỏ qua một chân thì cũng tính là giảm bớt một chân rồi nha các bạn. Rồi đến chân tiếp theo mình cũng móc một kép đơn. Rồi chân tiếp theo mình cũng móc một kép đơn. Đến các chân tiếp theo các bạn cứ móc cho mình mỗi chân là một kép đơn cho đến cuối hàng nhé. Đến cuối hàng, ở đây là mình còn một chân thì mình sẽ móc vào đây một kép đơn. Rồi đến hàng tiếp theo mình lặp lại tương tự như hàng vừa rồi nha. Mình lên hai bính nè, xoay lên, mình sẽ bỏ qua chân đầu tiên và mình sẽ móc vào chân thứ hai một kép đơn. Chân tiếp theo cũng là một kép đơn. Chân tiếp theo cũng tương tự ha. Rồi mỗi chân các bạn móc cho mình một kép đơn cho đến cuối hàng. Đến cuối hàng, ở đây là mình còn một chân nè, thì mình sẽ móc vào đây một kép đơn. Ở đây là mình còn một dây bính nè, thì mình không tính chân này nha, mình bỏ chân nó luôn, coi như là mình đã giảm một chân ở đầu hàng và một chân cuối hàng. Rồi đến hàng tiếp theo mình lặp lại tương tự như hàng vừa rồi, mình lên hai bính và xoay len. Mình sẽ bỏ qua chân đầu tiên, móc vào chân thứ hai một kép đơn. Chân thứ ba mình cũng móc một kép đơn. Chân thứ tư mình cũng móc một kép đơn. Đơn giản mà đúng không các bạn? Các bạn cứ thực hiện tương tự như vậy cho đến cuối hàng. Cuối hàng thì mình vẫn móc vô chân kép đơn bình thường và dây bính thì mình không tính. Rồi đến cái hàng tiếp theo các bạn cứ lặp lại cái hàng đó cho mình cho đến khi sợi dây của mình nó nhỏ lại nha. Sợi dây của mình đã nhỏ còn 4 chân nè các bạn. Thì tiếp theo mình sẽ không giảm nữa ha. Mình lên hai bính, xoay lên lại và mình sẽ móc như sau. Mình bỏ qua chân đầu tiên, móc vào chân thứ hai một kép đơn. Chân thứ ba mình cũng móc một kép đơn. Và đến dây bính mình sẽ móc vào một kép đơn. Rồi bây giờ mình sẽ lặp lại tương tự như hàng vừa rồi nha. Mình lên hai bính, xoay lên, bỏ qua chân đầu tiên, móc vào chân tiếp theo một kép đơn. Chân tiếp theo cũng là một kép đơn. Và dây bính là một kép đơn. Đơn giản mà đúng không các bạn? Rồi đến cái hàng tiếp theo các bạn cứ lặp lại như vậy. Đầu tiên là lên hai bính, bỏ qua một chân, móc vào chân thứ hai một kép đơn. Chân thứ ba cũng là một kép đơn. Và
cuối cùng là dây bính một kép đơn. Và đến cái hàng tiếp theo, các bạn cứ lặp lại tương tự như vậy cho đến khi đạt được độ dài dây cột mà bạn mong muốn nha. Và cuối cùng là để kết thúc hàng thì mình cứ lên thêm một bính và mình cắt len đi nha các bạn. Đồng thời mình sẽ giấu len thừa đi nữa là xong. Và cuối cùng video hướng dẫn móc áo yếm trái tim có viền bèo của mình cũng đã hoàn tất rồi. Mình chúc các bạn thành công nha. Các bạn thấy clip hay đừng quên cho mình một tim và một follow ủng hộ mình nhé.